Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có dịp đến sân vận động của thành phố Cần Thơ để ghi hình giới thiệu những cái phôi mai. Cụ thể là bãi kiển của anh Tám nha các bạn. Xin mời. Phía trước anh để một số cây cho bà con mình xem, giao lưu. Đây. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay thì là ngày 1 tháng 6, ngày đầu tháng của tháng 6 ha. Chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và hành trong công việc. Thì hôm nay em về 25 cây mai dảo Thủ Đức thành phẩm để phục vụ cô chú anh chị. Rồi, là mai này là mình mua giờ mình chưa Tết được ha. Chương trình bên em thì bao ship trên toàn quốc. Rồi, mình bắt đầu cái cây đầu tiên số 1. Rồi, số 1 rồi con ơi. Miễn phí ship toàn quốc. Này đổi số hay sao trời? Lên luôn hay sao? Số 1. À, đổi ra hả? Để số 1 được rồi, nó hiểu rồi. Rồi, mã số. Rồi. Hồi lấy lòng sửa sửa lòng sửa lòng sửa lại anh thân. Cái giếng lòng đi anh. Rồi hồi lại trong sửa luôn đi. Rồi ok, cho thông số. Rồi mã số 1. Rồi. 15 hoành. Rồi 15. Chiều cao là 140. Rồi 140. Rồi mã số 1 giá 800.000. 800 nha mấy anh. Phí ship tới nhà mấy anh luôn. Rồi mua về cho Tết mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. Mở đồ làm mà hơi sức nào mà cửa hoài cũng như thế. Mã số 2. Em này là số 2 bà con ơi. Con sửa vào người ta không nhận. Mã số 2. Số 2. Đây nữa thì nó ngáo rồi, như vậy nó có nước không? Đúng. Không đang quay bữa nay bị gì trời. Cá lớn cơ bà con ơi. Rồi, chi xương đầy đủ đầy đủ. Một thân một cốt ha. Cây này tàn đẹp của chú chị. Hoành thân là 15. Rồi, 15 bà con ơi. Cao là 150. Rồi mã số 2 em giao lưu giá là 900 ngàn. Em này là 900 ngàn mấy anh ơi. 900 ngàn. Rồi ok. Rồi, này giảo Thủ Đức nha quý anh chị. Giảo Thủ Đức nguyên lô luôn. Rồi theo số 3. Mã số 3. Số 3 bà con ơi. Rồi. Một thân một cốt hay quý anh chị. Lớn nha bà con, xanh luôn, đen luôn. Cây tống khỏe. Mua về chơi Tết, dạo Thủ Đức luôn. Rồi, Quỳnh Thăng. Rồi. 16. Cao. Chiều cao 136. Rồi, 136. Rồi, mã số 3 giá là 700 ngàn. Em này là 700 ngàn, đổ luôn mấy nơi. Rồi, tiếp theo. Mã số 4. Rồi số điện thoại là 0917359719, đó là số Zalo luôn ha. Rồi, số Zalo luôn. Rồi, Hoành Thăng. Hoành Thăng. 14. Rồi. Cao 140. 140. Rồi mã số 4 giá 700 ngàn. 700 ngàn mấy nơi. Rồi đổi luôn. Cây tóc khỏe nha mà. Mã số 5. Tàn khá lớn nha bà con ơi. Mã số 5, Hoành. 17. Rồi 17. Chiều cao là 117. Rồi mã số 5 giá 700 ngàn. Em này là 700 ngàn bà con ơi, đổi luôn. Rồi tiếp tục mã số 6. Tàn dày đặc luôn, cây thông luôn. Mã số 6. Số
sáu bà con ơi. Dán thông hả cô chú anh chị? Toàn thông nha bà con. Lá lớn luôn, xương có. Đầy đủ đồ chơi cho bà con luôn. Rồi đó. Quỳnh Thăng 14. Rồi. Chiều cao là 140. Rồi mã số 6 giá là 800 ngàn. Cái này là 800 ngàn bà con ơi. 800 rồi đổi luôn. Số 9. Số 9. Đẹp. Mã số 9 bà con ơi. Tất cả cây đều là một thân một cốt thôi chú chị. Thủ Đức nguyên luôn nha bà con ơi. Quỳnh Thăng 14. Cao 123. Rồi, 123. Mã số 9 giá 600 ngàn. Em này là 600 ngàn rồi đổi luôn. Mã số 10. Số 10. Toàn dày đặc luôn nha bà con ơi. Mấy cây này? Số 7 à, số 8 đó. Số 7 á. Cái đó 7 số 8 đó. 7 7 rồi đó, số 8 á. Cái đó mà gì rồi là số 7 đó. Ờ đến chính lại xíu không sao. Mã gì rồi là số 7 cáo lỗi đi. Cáo lỗi đi xem. Số 7 hả? Số 7. Cây gì rồi là số 7. Rồi em này là số 8 chính thức nè. Rồi bé này là bé số 8 bà con ơi. Số 7 là 600 ngàn hay là lỗi ha. Rồi rồi. Số 8 vậy á, để số 8 vô cái rồi. Lấy mẹ cái kia được rồi. Tại vì nó dễ quên lắm, nó nhảy số nó đâu có nhớ nổi. Rồi chờ trong giây lát nha bà con ơi. Mã số 8. Số 8, số 8. Cái nó ít ngay mà nó tới số 10 rồi giờ lại gì. Toàn lá rồi dày đặt ra chơi nha bà con. Ok, rồi đo luôn số 8 em ơi. Quỳnh Thăng 16. Rồi 16, cao luôn. Chiều cao 124. Rồi. Rồi mã số 8 giá là 800 ngàn. Em này là 800 ngàn bà con ơi, số 8 xin nhắc lại. Rồi tiếp theo là số 9 đây. Rồi số 9 bà con ơi. Số 9. Số 9, số 9. Cá lớn nha bà con. Xương tàn đồ dày đặc cái thông luôn. Cái thông, cái thông, cái thông. Ok, thông số của số 9 luôn. Số 9 bên đây. Quỳnh Thăng là 16. Rồi, 16. Cao luôn. Cao 140. Rồi mã số 9 em giao lưu với giá là 900 ngàn. Em là 900 ngàn bên đây. 900. Rồi đổi. Rồi tiếp theo em này mới đúng là số 10 đây. Số 10. Số 10. Mã này mã số 10 bà con ơi. Xương có nha bà con. Mua về mình chơi tết luôn. Số 10, số 10. Chi cành đều hết ha. Chi cành đều hết. Giảo nguyên luôn. Một thân một cốt. Rồi đo em luôn. Quỳnh Thăng 15. Rồi. Cao. Chiều cao là 134. Rồi. Rồi mã số 10 giá 800 ngàn. 800 bà con ơi. Theo em này lắm, rồi, một cốt đi lên luôn. Lá lớn.
sống khỏe. Rồi em này là 11 bà con ơi. Bình Thăng 15. Rồi 15. Chiều cao là 130. Rồi mã số 11 em giao lưu với giá là 600 ngàn. Em này là 600 ngàn bà con ơi. 600. Rồi đổi luôn. Mã số 12. Theo 12 luôn. Rồi lớn lắm. 12. Toàn lớn, khá lớn luôn. Rồi xây luôn. 12 bà con ơi. Đây, lá xanh nè. Rồi, xoay luôn. Bình Thăng, 17. Rồi, cao. Chiều cao là 150. 150 bà con ơi. Mã số 12 giá 900 ngàn. Em này là 12, 900. 900, 900. Rồi, đổi luôn. 37. Rồi đổi 12 luôn, 13 lên. Rồi tiếp theo là 13. Mã số 13. Rồi cá lớn luôn. Giá 13. 900. Mã số 13, cá lớn rồi con ơi. Toàn đồ đầy đủ đây. Này mã số 13. Mã số 13 nha bà con. Toàn cá lớn mấy này. Là vành lớn ha. 17. Rồi 17. Cao 140 luôn. Rồi mã số 13 giá 1 triệu đồng. 1 triệu chẳng luôn mấy anh ơi, ship tới nhà luôn. Rồi ok đổi mấy anh ơi. Rồi tiếp theo 14 bà con ơi. 14. Rồi số 14. Đi lên luôn. Số 14. Mã số 14. Vành 14. Rồi 14, cao luôn. Cao 130. Rồi mã số 14 giá 600 ngàn. 600 đổi luôn mấy anh ơi, 600. Rồi tiếp theo 15. 15. Rồi em này là 15. 15 bà con ơi, 15. Cây sống khỏe, bao tới nhà. Chở nguyên lô luôn bà con ơi. Rồi 15 Bình Thăng là 16. Rồi 16. Cao 140. Rồi mã số 15 giá là 800 ngàn. 800 ngàn mấy anh ơi, 800 ngàn. Điểm phí ship. Rồi 16 lên. Số 16. Em này là 16 mấy anh ơi, 16. Di toàn khá lớn luôn bà con ơi. Có xương đồ đầy đủ ha. Đổi sữa. Rồi, ok. Quỳnh Thăng 17. Rồi 17. Chiều cao là 130. 130 bà con ơi. Mã số 16 giá 700 ngàn. Rồi 16 700. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 17 bà con ơi. 17.
Một thân một cốt ha, cây giót đọt chi tàn điệu nha chú chị. 17 nha bà con. Cây này đẹp ha. Có xương đồ đầy đủ nha. Cây này là không chống chỗ nào chứ. Bình thân 16. Rồi 16. Cao 132. Rồi. Rồi mã số 17 giá 800.000. 800.000 17 bà con ơi, 800. Rồi tiếp theo luôn. Mã số 18. Rồi 18. Rồi, em này là 18 giảo nguyên lô luôn bà con ơi. Số 18 không chứ chị. Một thân một cốt chi cành đều ha. Nguyên lô giảo Thủ Đức luôn, mua về chơi Tết luôn. Cô chú anh chị mua về mình lặt lá bỏ không chứ chị. Mình tước lá bỏ hết, mình cuốn tàn vô như thằng Thông nữa rồi mình chơi ha. Để lá cây si ạ. Rồi ok, cho thông số với em mày luôn. Rồi Hoành Thân 15. Rồi 15. Chiều cao là 132. Rồi, rồi mã số 18 em giao lưu giá là 700 ngàn. Rồi 18 700 tới nhà luôn. Điểm phí ship tiếp theo 19. Mã số 19. Là 19 rồi con ơi. Rồi Oanh. Rồi, luôn. 16. Rồi, 16 cao là 136. Rồi mã số 19 em giao lưu giá là 800 ngàn. Em này là 800 ngàn nha bà con ơi. Tàn điều không chú chị? Đổi luôn. Rồi 20. 20. Rồi một thân một cốt ha. Rồi Hoành Thân 15. Rồi 15. Chiều cao là 150. Rồi mã số 20 em giao lưu giá là 700 ngàn. Rồi 700 ngàn bà con ơi. 700 ngàn bao ship cho chú anh chị luôn ha. Bao ship luôn. Rồi, mã số 21. 21. Rồi gì? 20 nè. 21 nè, đủ rồi. Rồi cây này nhỏ nhưng mà tàn thông nghe, chi cành điệu không chú chị? Có đầy đủ. Ờ, chi cành bỏ tứ diện luôn nghe, không chống cái nào ha. Một thân một cốt đi lên giót đọt luôn. Hoành 15. Rồi 15. Chiều cao là 123. Rồi, rồi mã số 21 giá 600 ngàn. Rồi mã số là 22. Mã số 22. Rồi cây này chi cạp tàn đều nha. Tàn lớn ha, một thân một cốt. Cây này nó bồng nó hơi nghiêng rồi chú anh chị, giờ mình trồng mình để vô chậu mình chỉnh lại ha. Thì lúc mà bấn bầu nó hơi nghiêng, cây nó hơi xéo xéo. Bình thân 16. Rồi 16. Cao. Chiều cao là 1,5 m. Rồi. Rồi mã số 22 giá 800 ngàn. 800 ngàn bà con ơi, 22. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo mấy ơi. Số 23. Rồi xin tròn vòng luôn. Rồi cây xương điều ha. Xương điều luôn nha mấy anh ơi. Một thân một cốt luôn. Rồi, Hoành Thân 15. Rồi, 15. Chiều cao là 104. 104 luôn. Rồi, mã số 23 em giao lưu giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn bà con ơi, đổi luôn. Rồi, mã số 24. Rồi, tiếp theo là 24 bà con ơi. Rồi đó,
nhưng mà cái chi tàn cũng khá lớn. Cái này tàn đều chứ ha, tàn thông ha. Rồi, tới luôn. Đó. Tàn rất đẹp. Nhỏ mà đẹp. Rồi, cây 24. 24 luôn mà con ơi. Quanh 15. Rồi, 15 bà con ơi. Cao 118. Rồi. Rồi mã số 24 giá 600 ngàn. 600 ngàn luôn anh ơi. Tiếp tới nhà luôn. Rồi mã số 25. Rồi, tiếp theo 25. 25 anh ơi. Rồi, 25. Rồi, cây tàng thông ha. Rồi, tàng thông 25 luôn. Rồi quanh 16. Rồi 16. Cao 126. Rồi mã số 25 giá 600 ngàn. Rồi mã số 25 cũng là mã số cuối clip ngày 1 tháng 6 hôm nay. Rồi cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ em Tám. Chúc cô chú anh chị gặt hái được nhiều thành công trong công việc ha. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau.